Thưa bác, cháu tên Hoàng Trung Hiếu, hiện cư ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Cháu có một số câu hỏi của các bạn đồng tu Thiền Tông nhờ cháu gửi đến bác, mong bác giải đáp giúp chúng cháu ạ. Cảm ơn bác Nhân rất nhiều. Câu 1. Hiện nay có rất nhiều người họ không tin là có nhân quả luân hồi, nhưng cũng có rất nhiều người tin vào nhân quả luân hồi. Vậy để làm rõ vấn đề này, bác có thể chứng minh thật rõ là con người và vạn vật, loài nào cũng phải sống trong nhân quả luân hồi phải không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đức Phật dạy, trái đất này gọi là trái đất nhân quả luân hồi, do sự cuốn hút của điện từ âm dương, kéo đi theo chu kỳ thành trụ hoại diệt. Vì vậy, loài người và muôn loài sống trên trái đất này đều phải sống theo quy luật nhân quả luân hồi của trái đất. Không loài nào thoát ra ngoài quy luật này được. Đức Phật biết mới dạy cho loài người, ai muốn thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất và tam giới này thì tìm cách thoát ra. Nếu tin thì làm theo, không tin thì thôi. Đức Phật không bắt buộc ai cũng phải tin theo lời dạy của Ngài về quy luật nhân quả luân hồi này. Đức Phật dạy thực tế và khoa học. Ai có thắc mắc gì cứ hỏi tự do, không trả lời lòng vòng, không nói chuyện linh thiêng, cầu khẩn hay lại ai ở trái đất này. Đức Phật lấy nguyên tắc các phần như sau để dạy về nhân quả và luân hồi. 1. Cháu trồng cây gì thì có quả nấy để ăn. Cây từ đất mọc lên, ăn quả xong trả về cho đất. Mà Đức Phật dạy của thổ hoàn cho thổ. Đây là nhân quả luân hồi đó. 2. Người nào phạm pháp vô tù ở, mãn tù trở về nhà. Đây là nhân quả luân hồi đó. 3. Trên thế gian này, vật di chuyển trên mặt đất làm bằng bánh xe tròn. Cháu thấy nó chạy, có phải nó quay tròn hay không? Quay một vòng trở lại chỗ cũ. Đây là luân hồi đó. Như thời gian, mùng 1 Tết, 365 ngày sau cũng là mùng 1 Tết. Có phải là luân hồi không? Mình ở nhà, đi đâu cho đã rồi cũng trở về nhà. Có phải luân hồi không? Vì vậy Đức Phật có dạy, làm ác gặp ác, làm hiền gặp lành. Trên đây là nhân quả luân hồi đó. Ở trên trái đất này, không loài nào hay vật nào sống ngoài quy luật nhân quả luân hồi này được. Câu 2. Xin bác phân tích và chỉ dạy thật rõ về sự thật loài người, sự thật loài thần, sự thật loài thánh, sự thật loài tiên, sự thật loài ngạ quỷ. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đức Phật dạy, ở trái đất này là nơi ngũ thú tạp cư, tức năm loài sống chung và nhiệm vụ của mỗi loài như sau. 1. Sự thật loài người, công cụ để cho tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức để mang về Phật giới. 2. Sự thật loài thần, quản lý tánh Phật, mượn thân và tánh người, làm việc gì thì thực thi nhân quả đó. 3. Sự thật loài thánh, có nhiệm vụ theo giúp tánh người sống lương thiện, để cho tánh Phật mượn thân mà tánh người sử dụng. Không làm chuyện bậy, chờ Ngài vị Phật cho công bố công thức, tạo ra công đức, đến học và thực hành, mang công đức trở về Phật giới. 4. Sự thật loài tiên, có nhiệm vụ theo giúp tánh người sống nhàn hạ, để cho tánh Phật mượn thân mà tánh người sử dụng. Không làm chuyện sai trái, cũng để chờ Ngài vị Phật cho công bố công thức, tạo ra công đức, đến học và thực hành, mang công đức trở về Phật giới. 5. Loài ngạ quỷ, có nhiệm vụ theo dụ tánh Phật sử dụng thân và tánh người làm chuyện nhân quả,
để ở lại trái đất và tam giới này, không cho tạo công đức. Câu 3, xin bác giải thích thật khoa học, giúp chúng con hiểu vì sao một người lỡ vi phạm với pháp môn thiền tông, họ ăn năn nên tụng kinh sám hối của pháp môn thiền tông trong vòng 30 ngày, thật chân thành thì không bị siêu nhân quả nữa. Tại sao kinh sám hối lại có tác dụng mạnh đến như vậy ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Đức Phật biết, trái đất này là trái đất bị cuốn hút bởi vật chất, tiền tài, danh lợi, địa vị. Vì vậy, pháp môn thiền tông ra đời, Đức Phật dạy tạo công đức rất dễ. Vì chỗ quá dễ này, nên người nào chỉ cần có ý niệm nhỏ là cướp lấy pháp môn thiền tông học này, thì các vị cô hồn xuôi thực hiện ngay. Đức Phật biết như vậy, nên có kèm theo quyển kinh sám hối, để khi cho công bố pháp môn thiền tông ra, những người bị các vị cô hồn xuôi cướp thiền tông sám hối. Vì pháp môn thiền tông học này, ai đụng đến là bị siêu nhân quả, nhưng phải sám hối chân thành thì mới có kết quả được. Còn sám hối có lệ, thôi đừng sám hối làm chi cho mất công vô ích. Phải nhớ, khi bị các vị cô hồn xuôi rồi thì khó mà sám hối được. Vì sao? Vì các vị cô hồn không chấp nhận khi một người đã làm theo các vị cô hồn rồi là phải theo luôn, chỉ được cô hồn che chở. Chứ nếu ra ngoài thì vị thần kiểm soát nhân quả không tha đâu. Vì vậy, 100 người chê, chửi, phá, triệt tiêu hay cướp pháp môn thiền tâm này rồi, may mắn lắm chỉ có một người sám hối được mà thôi. Người này phải thật tình gan dạ, dám đương đầu với cô hồn thì mới thành công được. Còn khiếp nhược thì thôi, theo cô hồn luôn đi. Đến khi chết không cần làm gì hết, mà cũng có người cúng cho ăn mà còn lại mình nữa, quá khỏe. Ở trên đời này không loại nào khỏe bằng cô hồn, có người dâng thức ăn mà còn lại mình nữa. Câu 4, thưa bác, ban thần thánh tiên hiện diện ở đâu trên trái đất này? Xin bác đưa ví dụ cụ thể để chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời: Ban thần ở trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, ban thánh ở lưng chừng núi Hy Mã Lạp Sơn, ban tiên ở dưới núi Hy Mã Lạp Sơn, vùng có cây và suối đẹp. Câu 5, thưa bác, con hiểu trung ấm thân chỉ được hình thành khi mình tắt thở. Ngày 3 tháng 4 năm 2021, con nghe bác giải đáp về pháp trần là tiếng đọc đường về Phật giới, xuất phát từ tánh Phật qua trung ấm thân, rồi mới qua thân tứ đại. Con chưa hiểu điều này, xin bác giải thích cho con rõ ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời: Tánh con người bao trùm thân người, và trung tâm não bộ là nơi tánh Phật ngự. Khi thân người chết, tánh người co lại thành trung ấm thân. Trung ấm thân này thay thế cho thân tứ đại, vẫn thấy, nghe, nói, biết. Nếu thấy, nghe, nói, biết mà không phát ra, thì trung ấm thân giống như vô tri vậy. Ban thần thánh tiên dạy đường về Phật giới, trung ấm thân không nghe được. Khi xuất hành về Phật giới, trung ấm thân di chuyển như không có sự sống vậy. Các vị cô hồn dụ là cái chắc. Lộ trình đường về Phật giới ai nói gì cũng nghe. Khi mình học cho thông đường về Phật giới, đừng có khởi niệm chấp, thì pháp trần rất sáng, không ai lừa được mình. Còn mình không thuộc đường về Phật giới thì giống như lứa học sinh đi thi mà không thuộc bài vậy. Câu 6, thưa bác, con đã học thuộc bài đường về Phật giới và con đã thấy nó chảy ra ở trong đầu, nhưng không phải liên tục mà chỉ khi nào con nghĩ đến thì tiếng đường về Phật giới mới chảy ra ở trong đầu. Vừa rồi con nghe bác giải đáp là tiếng pháp trần phải phát ra từ cổ họng, vậy tiếng đường về Phật giới chảy ra ở trong đầu con có phải là pháp trần không thưa bác? Xin bác giải thích cho con rõ ạ. Cháu chú ý chỗ này.
Khi cháu học thuộc gì rồi, khi cháu trực nhớ đến nó, thì tự nhiên trong cổ họng của cháu nó hoạt động liền. Đó là pháp trần, tức tiếng nói thật nhỏ trong cổ họng của cháu. Còn trong đầu cháu gọi là suy nghĩ, không phải là pháp trần. Câu 7. Thưa bác, con đã thuộc đường về Phật giới nhưng chưa phát ra được pháp trần. Thời gian gần đây con thường ngủ hay mơ đi ra ngoài đường rồi không biết đường về nhà. Vậy đây có phải là dấu hiệu báo trước đường trở về quê cũ của con gặp khó khăn không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Cháu đừng sợ pháp trần không hiện. Cháu không cần học, mà cháu cứ thu vào máy nghe hoài, tự nhiên cháu thuộc. Khi có chuyện xảy ra thì tự động nó phát ra. Ở trong thân người, cái gì mà nó tích lũy nhiều nhất, khi xảy ra chuyện thì cái tích lũy này sẽ tuôn ra trước. Giống như cháu xem trên mạng vậy, phần nào có nhiều người xem nhiều nhất, khi mở mạng ra thì phần đó hiện ra trước. Câu 8. Thưa bác, con rất quyết tâm tu theo pháp môn Thiền Tông để được giải thoát. Nhưng thời gian gần đây, con hay thấy những hiện tượng phá con. Con cũng đã quát to, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Hình ảnh đó biến mất, nhưng cứ được vài ngày lại thấy xuất hiện các hình ảnh khác. Lâu nhất là một tuần. Con đã mở đài nghe suốt ngày, mang theo cả đài trong người, nhưng vẫn thấy xuất hiện. Khi thì lời chì chiết, giải thoát à, về Phật giới à. Con không biết làm sao cho hết hiện tượng này, xin bác chỉ giúp con ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời: Cháu đừng có đối trị như vậy. Cháu đối trị như vậy là mấy cô hồn biết cháu sợ nó rồi đó. Kệ nó hù, nó nhát gì cháu, cháu cũng làm thinh. Tự nhiên nó chán mà không hù nữa. Gọi là cháu tỉnh bơ là không lời nào phá cháu được đâu. Cháu cứ lo công đức thôi. Nhưng công đức của tụi cháu rất đầy đủ. Cứ lo làm ăn, khi nào rảnh mới ghé mắt vào Thiền Tông. Đây mới gọi là người tu Thiền Tông chánh pháp đó. Câu 9. Thưa bác, dạo này con ngủ trưa, khi tỉnh dậy con thường bị mất phương hướng, không biết mình đang nằm ở đâu và bây giờ là thời gian nào. Con phải hoang mang một lúc sau mới trở lại bình thường và nhớ ra được. Xin bác giải thích cho con hiện tượng này là sao ạ? Và có ảnh hưởng gì đến việc trở về Phật giới của con không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Không ảnh hưởng gì hết. Tu Thiền Tông nó là vậy đó. Tu Thiền Tông bất cứ chuyện gì xảy ra kệ nó, mình chấp nhận quên chuyện thế gian mà. Cần nhất là có công đức sáng thôi. Tu Thiền Tông đói ăn, mệt ngủ, ngày mai trái đất bể cũng kệ nó. Cháu lấy câu người tu theo Thiền Tông thệ nguyện với Đức Phật: dù cho thế giới hoại không, trái đất bể kệ nó. Hư không có hoại kệ nó, lòng con vẫn bền, lòng con vẫn theo Thiền Tông. Câu 10. Thưa bác, con rất mong muốn giải thoát được trở về Phật giới sau khi hết đời này. Nhưng sao gần đây, con lại rất ham thích đi học, đi làm để kiếm tiền, ham thích thành đạt công danh sự nghiệp. Con không ham thích nghe giải đáp và chia sẻ các hoạt động của Thiền Tông nữa. Vậy con xin bác giải thích cho con, vì sao con lại bị hiện tượng này ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Việc tu Thiền Tông ai bảo cháu tu? Cháu miệt mài Thiền Tông là cháu chết. Cứ lo làm ăn bình thường, khi Thiền Tông làm gì có công đức thì cháu tham gia là được rồi. Qua thì thôi, đừng quan tâm đến. Khi có công đức rồi để đó, nhiều ít gì cũng được. Nhóm của cháu ai cũng có công đức nhiều rồi, ngày nào các cháu lại không có công đức chạy vào tài khoản. Nhóm cháu thật là hiếm có. Yên lòng làm ăn, còn muốn có công đức vô lượng thì bác chỉ cho. Câu 11. Thưa bác, con nghe bác nói về nhiệm vụ của thánh
là để giúp cho con người sống đúng nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Con hiểu các vị tướng, các anh hùng dân tộc khi chết sẽ thành thánh ở các cấp khác nhau đúng không ạ? Còn các binh sĩ khi chết sẽ thành thánh thừa hành phải không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Phần này bác không trả lời. Ở trái đất này có hai hệ thống. Một là quân sự, hai là dân sự. Chúng ta sống trong hệ thống dân sự, không nói chuyện quân sự được. Câu 12. Thưa bác, như vậy vị thần quản lý tánh Phật, thần thức, tánh thần cũng chỉ là một phải không ạ? À? Chỉ là ba cách gọi khác nhau phải không bác? Trước khi mình mất ba ngày, tánh thần sẽ báo cho mình biết mình đi luân hồi ở đâu phải không ạ? À? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đúng vậy, bác giải thích rõ thêm. Thần thức là chỉ cho tánh biết của vị thần quản lý. Tánh thần là tánh của vị thần quản lý. Khi học thiền tông rồi, thì vị thần báo cho mình biết rất rõ. Nhưng muốn làm gì đừng cho ai biết, cứ âm thầm làm. Đây là chuyện của cõi âm, không đưa ra cho người cõi dương bình luận được. Rất nguy hiểm, thiên cơ bất khả lậu. Câu 13. Thưa bác, trong câu hỏi lần trước, bác trả lời cho cháu, khi di chuyển ra khỏi mặt đất 5 km, là thấy được hoa tiêu của vị Phật từ tầng bình lưu làm ra để tánh Phật mang khối công đức này theo hoa tiêu, không bị loài ngạ quỷ dụ dỗ vào loài ngạ quỷ sống. Cháu còn một ý chưa hiểu, xin bác giải đáp cho cháu. Theo cháu hiểu, từ các giải đáp trước thì khi vượt qua được 5 km là trung ấm thân đã qua được 3 lần thử của thánh rồi và sẽ không còn bị thử thách nữa. Nhưng qua trả lời vừa rồi của bác thì cháu hiểu là đoạn cách trái đất từ 5 km đến 10 km vẫn còn bị loài ngạ quỷ lừa, nếu không được qua tiêu dẫn đường phải không bác? Xin bác giải thích rõ phần này cho cháu hiểu. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Căn bản cháu phải hiểu, các vị thần chỉ được lên khỏi mặt đất 10 km, các vị cô hồn chỉ được lên khỏi mặt đất 5 km. Vì vậy, khi trung ấm thân mang công đức ra ngoài trái đất 5 km là an toàn rồi. Nhưng vì trung ấm thân phải bay ra ngoài trái đất 10 km, thì hoa tiêu của vị Phật mới xuất hiện được. Vì sao? Vì trong phạm vi 10 km còn sự quản lý của thần, nên hoa tiêu của vị kim thân Phật không phân thân vào được, nếu vào là vi phạm. Nên trung ấm thân phải bay ra ngoài trái đất 10 km, thì mới nhìn thấy được hoa tiêu thật của vị Phật xuất hiện. Câu 14. Thưa bác, cháu hiểu là tánh Phật của mọi người đều giống nhau, không thay đổi, và công đức thì được lưu hành trong tánh Phật. Vậy cháu chưa hiểu, công đức cấu tạo bằng gì mà vô lượng công đức lưu vào tánh Phật vẫn không làm thay đổi được tánh Phật ạ? Xin bác giải thích cho cháu được hiểu. Cháu xin cảm ơn bác ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Công đức là loại vật tư sử dụng để trộn với điện từ quang, hình thành ra ngôi nhà pháp thân tinh tịnh và kim thân Phật. Công đức được sử dụng ở Phật giới. Phước đức dương thì có 3 loại. Loại 1 là vật tư sử dụng để trộn với điện từ âm dương 5 màu sắc ở cõi trời dục giới, để hình thành ra thân trời dục giới. Loại 2 là vật tư sử dụng để trộn với điện từ âm dương 12 màu sắc ở cõi trời hữu sắc và nước trời cực lạc, để hình thành ra thân trời hữu sắc, hai thân tiên ở nước trời cực lạc. Loại 3 là vật tư sử dụng để trộn với điện từ âm dương không màu sắc ở cõi trời vô sắc, để hình thành ra thân trời vô sắc. Phước đức âm là vật tư sử dụng ở trái đất này, mua xe cộ, nhà cửa, ruộng vườn do họ tộc quyết định. Cảm ơn cháu đã hỏi.
cháu Hoàng Thị Thu Hồng, hiện cư ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi đến thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân một số câu hỏi về thiền tông và khoa học. Sau đây là đầu thư và những câu hỏi. Kính thưa bác, trong giải đáp ngày 26 tháng 7 năm 2020, bác nói rằng trước khi có thiền tông, khoa học dẫn con người đi. Khi thiền tông công bố ra, thì thiền tông dẫn khoa học đi. Nay, con xin có một số câu hỏi liên quan về các vấn đề khoa học. Xin bác giải đáp cho con trên nền tảng thiền tông học. Con xin cảm ơn bác nhiều ạ. Bác Nguyễn Nhân trả lời. Rồi, mời cháu hỏi. Cháu hỏi càng nhiều về khoa học càng tốt. Vì sao? Vì khi Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được công bố ra, thì phải có trách nhiệm cho mọi người hỏi tự do, thì mới gọi là Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam chân thật, chứ không phải là Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam giả, không cho người hỏi. Liên quan về sự kiện khoa học mặt trời nhân tạo. Thưa bác, mặt trời tự nhiên có nhiệt độ trong lõi là 15 triệu độ. Thế nhưng hiện nay, các nhà khoa học đã chế tạo thành công mặt trời nhân tạo là thiết bị có thể tăng nhiệt độ từ 1.000 độ lên 150 triệu độ chỉ trong vòng 2 phút để đốt cháy hydro thành heli, gây phản ứng nhiệt hạch tương tự phản ứng trong lõi mặt trời để tạo ra và giam giữ plasma. Nhiệt độ cao, khi giam giữ plasma đủ lâu sẽ tạo ra nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Ưu điểm của thiết bị mặt trời nhân tạo này đó là tạo ra nguồn năng lượng sạch và gần như vô tận, có thể dùng nước biển làm nhiên liệu. 1 lít nước biển phát ra năng lượng tương đương đốt 350 lít dầu mỏ. Khuyết điểm của thiết bị mặt trời nhân tạo này đó là khi thực hiện phản ứng tổng hợp nhiệt hạch, nếu để phản ứng này mất điều khiển thì năng lượng khổng lồ do nó sinh ra có thể phát nổ, đem lại nguy hại tương tự như một vụ nổ bom khinh khí. Bom khinh khí còn gọi là bom nhiệt hạch hay bom hydro, sử dụng phản ứng nhiệt hạch để giải phóng năng lượng, tương tự cách tạo năng lượng của mặt trời và các vì sao trong vũ trụ. Bom khinh khí có kích thước nhỏ hơn, nhưng sức tàn phá của nó khủng khiếp hơn gấp nhiều lần bom hạt nhân. Trong vấn đề này, con xin hỏi các câu có liên quan như sau. Câu 1. Bác từng nói, khi con người tạo ra bom quang tử, tức nén năng lượng từ ánh sáng mặt trời để tạo ra bức xạ điện từ cực kỳ lớn, sẽ là lúc trái đất đi vào giai đoạn bị hủy diệt. Vậy, thiết bị mặt trời nhân tạo này có tương tự như một quả bom quang tử hay không ạ, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Thiết bị mặt trời nhân tạo không phải là tương tự như một quả bom quang tử, mà nó chỉ là một lò phản ứng hóa học mà thôi. Nếu lò phản ứng hóa học mà có sự cố thì cũng giống như là một quả bom quang tử vậy. Nhà máy sản xuất bom quang tử cũng giống như nhà máy sản xuất bom nguyên tử vậy. Nhưng các kỹ sư nghiêm túc từng động tác và thao tác từng việc làm. Bom quang tử có các chất hóa học chánh như sau. Họ lấy chất plasma trong không gian, cũng gọi là ly tử, gọi là hạt dung nạp. Họ cho nén vào plasma này 4 thứ. 1. Chất khí nóng. Họ lấy năng lượng mặt trời, gọi là ion hóa. 2. Điện tử âm, gọi là avion, cũng gọi là electron, tức hạt tích điện tử âm. 3. Điện từ dương, gọi là proton, tức hạt tích điện từ dương. 4. Hạt neutron, gọi là hạt nguyên tử. 4 thành phần này nén vào trong một plasma.
Plasma này có hai loại công dụng. Một, loại nhiệt để chế tạo vật chất khuếch đại nóng, sử dụng trong các ngành dân dụng, trong đó có ngành truyền hình và bơm quang tử, v.v. Hai, loại lạnh để chế tạo vật chất khuếch đại lạnh, sử dụng trong các ngành dân dụng, trong đó có ngành y khoa. Cháu cũng nên biết, nhờ plasma này mà người ta chế tạo ra vỏ UFO, tức vỏ vật thể bay. Vỏ vật thể bay này xuyên qua tầng khí lạnh và tầng khí nóng của bầu khí lạnh và bầu khí nóng của trái đất, bay đến các hành tinh khác trong bầu hoàng đạo một của hệ mặt trời. Cũng nhờ hạt dung nạp plasma này, người ta chế tạo ra bom quang tử. Khi kích hoạt nổ, thì nó sẽ gia tăng sức nóng lên gấp 100 lần bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945 và thành phố Nagasaki ngày 9 tháng 8 năm 1945 của nước Nhật Bản. Mỗi quả bom nguyên tử này chứa 50 megaton, tức bằng 50 triệu tấn thuốc nổ TNT của quân đội sử dụng. Còn chế bom nguyên tử có các thành phần như sau. 1. Hạt khí hydro. 2. Hạt điện tử âm, gọi là avion, cũng gọi là electron, tức hạt tích điện tử âm. 3. Hạt điện tử dương, gọi là proton, tức hạt tích điện tử dương. 4. Hạt neutron, gọi là hạt nguyên tử. Bốn thứ này nén vào một chùm, gọi là deuterium. 10 chùm này gọi là helium. 100 chùm helium gọi là chùm carbon. 1000 chùm carbon gọi là uranium, gọi là một đơn vị nguyên tử, hay gọi là một megaton. Một megaton bằng một tấn thuốc nổ TNT của quân đội sử dụng. Cũng may là hạt plasma chưa được sử dụng trong bom nguyên tử của năm 1945, nên sát thương còn hạn chế. Vì vậy, khi loài người sử dụng hạt dung nạp plasma, thì sát thương khủng khiếp lắm, đi đến hủy diệt. Câu 2. Một người vì một lý do nào đó, sau khi chết đi, thân xác họ được hỏa thiêu trong một lò nung có nhiệt độ cực cao, để ion hóa toàn phần thân xác của họ, tức đưa vào trạng thái plasma, phân tách và loại bỏ điện từ âm ra khỏi các nguyên tử của tế bào. Vậy liệu họ có bị mất khối nghiệp trong trung ấm thân của họ hay không? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Cháu phải hiểu thế giới nhân quả luân hồi do sức cuốn hút vật lý của điện từ âm dương như sau. Thân con người có là do tứ đại dương hợp mới có, gọi là giả có, tức tạm có, cũng gọi là không thật có. Tánh con người có là do sự cuốn hút của điện từ âm dương, đủ công suất phát ra tánh người, cũng như dynamo chạy đủ công suất mới phát ra điện được. Khi người chết, khối nghiệp và tánh Phật xuất ra ngoài thân tứ đại. Chuyện người ta thiêu thân tứ đại không ảnh hưởng gì đến khối nghiệp cả. Hơn nữa, nghiệp là hai thứ chứa điện từ âm và điện từ dương. Lửa của tứ đại không đốt cháy điện từ âm dương được. Câu 3. Chư Phật phải chọn thời điểm phù hợp để đưa một tánh Phật vào trái đất hoặc đưa tánh Phật trở về Phật giới để tránh sức nóng của mặt trời. Vậy, khi một quả bom quang tử tiêu diệt các loài trên trái đất, có ảnh hưởng gì đến các trung ấm thân đang tồn tại trên trái đất không? Nếu có, thì sức ảnh hưởng như thế nào khi các trung ấm thân đó bị thực thi nhân quả? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Cháu phải biết, các tánh Phật vào trái đất muốn vào lúc nào cũng được. Nhưng thời gian thích hợp nhất là thời kỳ loài người sống cuối thời đầu đồng,
chuyển qua thời kỳ văn minh. Còn các tín Phật trở về Phật giới, duy nhất chỉ có thời kỳ Mạt Thượng Pháp mới có tổ chức đưa tín Phật trở về Phật giới được mà thôi. Còn Bôn Quang Tử là lấy các chất hóa học ở trái đất này, còn Trung Ấm Thân là chất điện từ âm dương. Bôn Quang Tử có nổ ra cũng không ăn thua gì với Trung Ấm Thân. 2. Liên quan giữa công thức đường về Phật giới và khoa học. Câu 4. Người có ít công đức, tức ở trường hợp 3, sau khi đi vào giấc ngủ ngàn thu, Trung Ấm Thân sẽ thức dậy trong vòng 8 giờ. Bác đã từng giải đáp điều này nhiều lần, nhưng con vẫn thấy chưa thông suốt, nên con xin bác giải đáp lần nữa, vì có liên quan đến câu hỏi tiếp theo của con. Bác Nguyễn Nhân trả lời: Người có công đức ít, đi vào giấc ngủ ngàn năm, Trung Ấm Thân sẽ thức dậy trong vòng 8 giờ, là lúc Trung Ấm Thân đã xuất ra ngoài thể xác, thân người tê liệt mới thức dậy, thì sẽ thấy ba thành phần. Một, vị thần quản lý cho Trung Ấm Thân mang công đức trở về Phật giới. Hai, họ tộc là người thân muốn Trung Ấm Thân trở về với họ tộc để tái sanh làm người tiếp. Ba, các vị thập đội thánh muốn Trung Ấm Thân đi hưởng phước đức vương trong tam giới. Ba thế lực này nắm Trung Ấm Thân kéo về phía họ. Việc này nếu Trung Ấm Thân muốn trở về Phật giới thì phải dứt khoát sử dụng diệu thuật âm thanh, là la tên một tiếng cho thật lớn: buông. Họ tộc là những người thân không biết nên hết hồn tự buông tay ra. Các vị thập đội thánh cũng vậy, nên buông tay ra. Còn vị thần thì biết, nên nắm Trung Ấm Thân của mình ném ra khỏi trái đất, bay ra ngoài trái đất, nhờ vị Phật phân thân làm hoa tiêu rước trở về Phật giới. Phần này Trung Ấm Thân nào đã được nghe lời dặn dò khi truyền bí mật Thiền Tông thì mới biết diệu thuật này. Câu 5. Trong khoảng thời gian 8 giờ này là để giữa Trung Ấm Thân và thần thực thi nhân quả đạt được sự thỏa thuận rằng tánh Phật sẽ chọn hoặc trở về Phật giới hoặc sẽ đi luân hồi tiếp. Vậy tại sao sau khi Trung Ấm Thân thức dậy, tức là đã thỏa thuận xong, lại xuất hiện hình ảnh của dòng tộc đứng bao xung quanh cùng vị thần nắm Trung Ấm Thân lại và sự thử thách 3 lần của các vị thánh ạ? Như thế thực chất khoảng thời gian đến 8 giờ đó là vấn đề gì ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Trung Ấm Thân còn trong thân tứ đại ngủ thì làm sao biết gì bên ngoài mà thương lượng. Trung Ấm Thân thương lượng là khi Trung Ấm Thân đã thức dậy và xuất ra ngoài thân tứ đại. Ba thành phần này đầu tiên là nói với Trung Ấm Thân như sau: Một, các vị họ tộc kêu gọi Trung Ấm Thân trở lại họ tộc tái sanh làm người tiếp. Hai, các vị thập đội thánh kêu gọi đi hưởng phước đức vương. Ba, vị thần quản lý hỏi muốn trở về Phật giới hay đi hưởng phước hay trở lại họ tộc. Thời gian này giải quyết trong vòng 8 giờ phải cho xong để vị thần thực thi nhân quả. Câu 6. Thưa bác, trong vật lý, tần số âm thanh được phân ra thành 3 mức: hạ âm, trung bình âm, siêu âm. Nhĩ căn của người bình thường có thể nghe được ở tần số từ 20 đến 20.000 Hz, tức 20 kHz. Tần số dưới 20 Hz gọi là hạ âm, tần số trên 20 kHz gọi là siêu âm. Ở mức hạ âm và siêu âm, con người không thể nghe được. Vậy khi người học Thiền Tông học thuộc lời dặn dò đường về Phật giới đến mức phát ra được pháp trần, thì pháp trần này
thuộc về mức độ âm thanh nào trong ba mức trên? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Pháp trần là tần số chuyển động tiếng nói hạ âm ở khởi đầu nhỏ nhất từ 1 hay 2 hẹt thì người âm cũng nghe được. Có nghĩa là có phát âm là cõi âm nghe, không giống như âm thanh tứ đại phát ra. Trung ấm thân mà không phát ra pháp trần, giống như con người không thở vậy. Sống với thế giới âm, quan trọng nhất là pháp trần. Mà pháp trần phát ra những gì trong các kinh của vị Phật dạy, thì các vị cõi âm rất nể. Còn phát ra các kinh của các loài khác, thì người cõi âm họ xem thường lắm. Vì vậy, pháp trần của thiền tông học của vị Phật phát ra, không loài nào ở cõi âm dám phá. Vì sao? Vì pháp trần của thiền tông ở thế giới vô hình họ xem như ngọc quý vậy. Câu 7. Cách mà loài thánh hay cô hồn biết được suy nghĩ từ cái tưởng con người phát ra là biết qua tần số siêu âm hay hạ âm, thưa bác? Loài thần và thánh có thể nghe được tần số âm thanh ở mức nào, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Cái suy nghĩ của con người là phát ra tần số, loài người không biết được. Nhưng loài thần, thánh, tiên và thập loại thánh họ biết được. Vì sao? Vì thế giới loài âm, tần số của họ nhạy gấp 1.000 lần loài người. Vì vậy, khi con người có ý tưởng phát ra thì các vị thần, thánh, tiên và thập loại thánh họ biết được. Vì vậy, loài người có chuyện lâm râm khấn giái, các loài vô hình họ nghe được. Câu 8. Loài thần và thánh nghe được tần số âm thanh như thế, nên khi một trung ấm thân phát ra được pháp trần, các loài này không thể đến gần là do họ sợ tần số của pháp trần, hay do họ biết rằng tại tần số đó họ không thể làm nhiễu loạn trung ấm thân. Bác Nguyễn Nhân trả lời: Pháp trần phát ra của người có công đức giống như làn sóng điện cực dương 500 kV ampere vậy, phát ra bằng công suất công đức, gọi là điện từ cực dương. Vì vậy, các loài ở cõi âm họ mang thân bằng điện từ âm dương nên họ không dám đến gần. Người nào có công đức ít, tất nhiên công suất phát ra không mạnh, giống như công suất của điện từ 5 hay 10 volt ampere vậy. Họ nắm trung ấm thân của người này được, mới nói chuyện với người này, mới có chuyện giằng co. Còn người có công đức vô lượng thì ban nghi lễ thần thánh tiên sẽ tạo ra một cái bầu bằng điện từ âm dương, chụp người có công đức vô lượng lại để cản lực công suất công đức vô lượng. Nhờ đó, ban nghi lễ thần thánh tiên họ mới đưa người này ra hành lễ được. Giống như thả hổ về rừng thì phải nhốt con hổ lại rồi mới thả nó vào rừng. Còn hổ con thì không cần, vuốt ve nó cũng được. Trong kinh thường nói câu Phật Pháp nhiệm màu, là nói chỗ lực phát ra của những ngôn từ thiền tông là vậy. Còn ngôn từ Phật Pháp vật lý, đối với thần thánh tiên và thập đội thánh, họ xem là của những người còn nhân quả luân hồi, nên họ xem thường lắm. Câu 9. Khi trung ấm thân có ít công đức, phải dùng diệu thuật hô to một tiếng buông, làm các loài thần và thánh phải buông trung ấm thân ra. Điều này có phải tương tự như cơ chế khuếch tán siêu âm hay hạ âm mà khoa học ngày nay đang ứng dụng không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Đúng rồi, đây là cách phá trung ấm thân của người âm, cho trung ấm thân của những người này khuếch tán ra vậy mà khoa học ngày nay đang ứng dụng. Nhưng cháu nói các loài là sai, họ tộc và thập loại thánh thì buông, còn vị thần biết nên không buông, mà nắm trung ấm thân quăng ra ngoài trái đất để theo hoa tiêu của vị Kim Thông Phật bay ra tầng bình lưu của trái đất
trở về Phật giới. Câu 10. Người ở trường hợp 2 và 3, tức có công đức trung bình và ít, nhưng nếu thuộc và phát ra được pháp trần, thì có bị các loài thần và thánh thử thách không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Nếu đã thuộc pháp trần thì thập loại thánh không thử. Vì sao? Vì pháp trần phát ra có lực phá âm rất mạnh, nên các vị thập loại thánh không dám đến gần, nên không thử là vậy. Câu 11. Ngày nay các nhà khoa học có thể tách các hạt điện tích âm và dương bằng phương pháp tăng nhiệt độ cực cao và biến đổi từ trường. Vậy khi vào đến trung tâm vận hành luân hồi, điện từ âm dương trong khối nghiệp của trung ấm thân tự động tan rã là do tại nơi này các yếu tố vật lý như nhiệt độ, từ trường, tần số, v.v. có sự khác biệt hoàn toàn với trái đất và tam giới phải không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Ở trong ống trung tâm vận hành luân hồi không có lực hút âm dương. Khi trung ấm thân mang tánh Phật và khối công đức vào ống trung tâm vận hành luân hồi, thì tự động những gì là phước đức dính trong điện từ dương bị hút trở lại trái đất, hòa nhập vào điện từ dương của trái đất. Những gì là ác đức dính trong điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất, hòa nhập vào điện từ âm của trái đất. Chỉ còn tánh Phật và khối công đức được điện từ dương đẩy ra ngoài tam giới, trở về Phật giới với tốc độ 1.200 km/s. Nhờ vậy mà chúng ta tính được đường bán kính của tam giới là 5 tỷ km. Đường kính của tam giới là 10 tỷ km. 3. Các vấn đề khác liên quan giữa Thiền Tông và khoa học. Câu 12. Thưa bác, các hạt hay các nguyên tử trong vật lý mang những tính chất về ánh sáng, âm thanh, truyền tải thông tin, tương tác v.v. Còn Phật tánh là những nguyên tử sáng, bao gồm thấy, nghe, nói, biết một cách thanh tịnh tự nhiên và do cái ý làm chủ. Vậy, nghĩa là tánh Phật cũng mang đầy đủ các tính chất vật lý tự nhiên của các loại hạt và nguyên tử trong vũ trụ mà con vừa nêu ra như trên phải không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Tánh Phật cấu tạo rồng là điện từ quang, không có vật lý âm dương, nên thấy, nghe, nói, biết tự nhiên trong thanh tịnh. Chữ ý mà Thiền Tông sử dụng là để biết nguồn gốc xuất phát, chứ không phải là cái ý giống như duyên hợp của tánh người. Tánh Phật tạm gọi là những nguyên tử trong Phật giới vậy thôi, chứ thật ra không có tên gì cả. Vì ở thế giới vật lý âm dương sanh ra đối đãi, nên khi chúng ta muốn trình bày việc gì cũng phải minh chứng, nên tạm gọi tên là tánh Phật vậy thôi. Câu 13. Thưa bác, trong Phật giới chỉ rồng là điện từ quang, không cuốn hút, không xoay chuyển nên không luân hồi. Còn trong các tam giới là điện từ quang biến thể thành điện từ âm dương, có cuốn hút, có xoay chuyển nên có luân hồi. Vậy trong Phật giới có tồn tại các định luật vật lý không? Nếu có, thì các định luật vật lý ở Phật giới có khác gì với các định luật vật lý ở tam giới không? Bác có thể ví dụ một định luật nào đó được không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: Trong Phật giới, rồng là điện từ quang thanh tịnh. Nhưng đã là điện thì phải có rung động. Nhưng rung động này không cuốn hút như điện từ âm dương. Vì vậy mà bên Phật giới mới thanh tịnh được, nhưng cũng vẫn làm việc. Mục đích của các vị kim thân Phật bên Phật giới làm việc gì? Các vị tìm cách cứu giúp tánh Phật từ Phật giới vào trái đất, mượn thân mà tánh người, tạo công đức mang trở về Phật giới. Nhưng vì ở bất kỳ trái đất nào cũng như trái đất nào, đều là thế giới dính như keo,
Do đó, mỗi vị Phật dạy trở về Phật giới, không có bao nhiêu người muốn trở về. Đã không muốn trở về mà còn chửi, phá, cướp, triệt tiêu nữa. Do đó, các vị kim thân Phật cũng không biết phải làm sao. Vì vậy, các kim thân Phật rước được tánh Phật nào hay tánh Phật nấy vậy. Câu 14. Thưa bác, hiện nay các nhà khoa học đã dùng phương trình của nhà bác học Einstein để tạo ra vật chất từ ánh sáng, nghĩa là khi cho các hạt ánh sáng va đập vào nhau sẽ tạo ra vật chất. Còn Đức Phật dạy trong Thiền Tông là khi Phật tánh trở về Phật giới, được điện từ quang chiếu vào khối công đức, tạo thành ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Điều này có tương tự như lấy ánh sáng để tạo ra vật chất trong vật lý lượng tử không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Nhà bác học Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại. Ông làm việc rất đúng với khoa học vật lý mà Đức Phật đã dạy cách nay trên 2560 năm. Pháp môn thiền tông học này, Đức Phật dạy theo khoa học vật lý mà nhà bác học Einstein người Đức đã làm. Vì vậy, đạo Phật khoa học vật lý này chỉ dành cho những người có kiến thức khoa học vật lý biết mà thôi. Còn các người tu thích hiển linh không thể chịu nổi là vậy. Câu 15. Einstein được gọi là nhà bác học bàn giấy vì cả cuộc đời nghiên cứu, ông không làm việc trong phòng thí nghiệm. Cách đây 100 năm, thời mà thiết bị công nghệ còn rất hạn chế, thế nhưng tại sao nhà bác học này và các nhà khoa học khác lại có thể nghĩ ra các công thức vật lý mà đến nay vẫn khiến cả thế giới phải tìm mọi cách để chứng minh là ông đã đúng? Nếu nói về vô hình, thì điều gì đã giúp họ làm được như vậy? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Cháu phải biết thế giới vật lý điện từ âm dương này. Khi loài người văn minh, họ chỉ hiểu được 60% sự thật những gì có trong không gian ở bầu hoàng đạo một, là trái đất này đã bị loài người hủy diệt rồi. Còn nhà bác học Einstein, sinh năm 1879, mất năm 1955, cách đây cả 100 năm, thời chưa có thiết bị công nghệ. Nhưng nhà bác học Einstein này lấy kiến thức từ đâu? Lấy từ nền văn minh không gian đó. Điển hình như ông Bill Gates, sinh năm 1955, tổng giám đốc tập đoàn Microsoft. Khi ông mới học lớp 11, tức mới 17 tuổi, ông có phòng thí nghiệm gì đâu mà ông biết được công thức chế ra máy điện thoại vô tuyến. Ông Bill Gates này cũng lấy kiến thức từ nền văn minh không gian đó. Các nhà bác học khác cũng vậy. Câu 16. Thưa bác, các nhà khoa học vật lý cho rằng nếu có vật thể nào đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng, tức nhanh hơn 300.000 km trên giây, thì có thể tồn tại ở hai nơi cùng một lúc. Còn Đức Phật dạy trong Thiền Tông là tánh Phật và chư Phật đi với tốc độ điện từ quang là 1,2 triệu km trên giây. Như vậy, sự phân thân của chư Phật vào tam giới, tức sự có mặt cùng lúc ở nhiều nơi, là do chư Phật sử dụng tốc độ của điện từ quang phải không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đúng vậy. Vì chư Phật, hai vị Phật di chuyển quá nhanh, cho nên loài người gọi Đức Phật đã ứng thân hay hóa thân vào tam giới hoặc di chuyển trong Phật giới từ vùng tiểu thiên thế giới này sang vùng đại thiên thế giới khác. Cũng vì vậy, pháp môn khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam phải đợi khi nào loài người văn minh lên thật cao mới cho công bố ra, thì quả mai mới có người tin và tu theo. Thế nhưng cũng chỉ có số ít người đồng ý mà thôi. Còn những người có đầu óc thích linh thiêng, họ không chấp nhận. Họ cho pháp môn khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam là của ma vương dạy mới là khổ chứ. Câu 17.
Thưa bác, trong tự nhiên, muốn thay đổi trạng thái của vật chất phải dựa vào ba yếu tố của nguyên tử, đó là năng lượng, sự chuyển động, định hướng của sự chuyển động. Còn Đức Phật dạy trong Thiền Tông, muốn luân hồi tiếp hay muốn giải thoát, phải tuân thủ ba nguyên tắc, công đức, công thức, xác định ham muốn. Thưa bác, vậy Thiền Tông và khoa học có sự tương đồng trên nguyên tắc vật lý phải không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Đúng rồi, Thiền Tông và khoa học có sự tương đồng trên nguyên tắc vật lý. Thiền Tông tu cũng bằng công thức khoa học vật lý như công thức của các nhà khoa học hiện nay vậy. Công thức của các nhà khoa học thì muốn các vật thể trở lại trạng thái bình thường và công dụng của nó để họ sử dụng theo nhu cầu hai chiều. Chiều 1, giúp con người có cuộc sống văn minh hơn. Chiều 2, tiêu diệt con người nhanh hơn. Còn công thức của người tu Thiền Tông thì cũng có hai chiều. Chiều 1, giải mã những gì có mặt ở trái đất này, dù hữu hình hay vô hình. Chiều 2, đưa tánh Phật của con người trở về quê cũ là Phật giới, chứ không cần bất cứ chuyện gì ở trái đất hay tam giới này. Câu 18. Thưa bác, trước đây loài người chỉ biết các trạng thái vật chất rắn, lỏng, khí là ba dạng trung hòa về điện tích, dương và âm. Đến giai đoạn phát triển, các nhà khoa học phát hiện ra trạng thái thứ tư gọi là plasma. Hiểu đơn giản là trạng thái khi điện từ âm bị giảm thiểu, mất đi sự trung hòa về điện. Và ngày nay, các nhà khoa học trình bày về mặt lý thuyết sự tồn tại trạng thái thứ năm và thứ sáu của vật chất là trạng thái khi ở môi trường nhiệt độ siêu cấp đến không tưởng và dòng từ trường biến đổi, vật chất trở nên siêu lỏng và siêu rắn tùy điều kiện. Theo các nhà khoa học, vật chất tối trong vũ trụ rất có khả năng tự hình thành các dạng siêu vật chất như thế. Đối với trạng thái vật chất thứ 5 và thứ 6 này, hiện nay giới khoa học vẫn đang tiến hành thử nghiệm nhưng chưa đạt được kết quả nào. Thưa bác, vậy chư Phật ở Phật giới thì có cấu trúc vật chất hữu hình hay vô hình, hay còn là một dạng đặc biệt nào khác mà giới khoa học vẫn chưa thể định nghĩa được ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời. Plasma này các nhà khoa học đã tìm ra trong không gian sau Thế chiến thứ nhất. Đến năm 1920, các nhà khoa học họ đã tìm thấy chất plasma trong không gian, nhưng chưa giải phóng được tạp chất dính vào plasma nên không sử dụng được. Sau năm 1945, chất plasma được các nhà khoa học tách lấy ra các tạp chất dính vào plasma, nên các nhà khoa học làm viên dung nạp, sử dụng đa dạng cho các ngành như ngành truyền thông, ngành truyền hình, ngành dân dụng, ngành y tế, vân vân. Cũng may cho loài người, chất plasma này các nhà khoa học mới sử dụng máy ly tâm lấy tạp chất ra cách đây khoảng 20 năm thôi. Ban đầu họ sử dụng trong các ngành dân dụng giúp ích cho con người. Hiện nay các nhà khoa học chuyên ngành sản xuất bom có sức công phá lớn, họ đã biết sử dụng chất plasma này rồi, thì chuyện sản xuất bom quang tử trong thời gian ngắn nữa thôi. Cũng mong rằng các nhà khoa học phát minh càng nhiều càng tốt, nhưng phải thực hiện theo lời dạy của Đức Phật nói thì nhân loại yên bình sống trong khoa học vật lý. Còn bằng không, các nhà khoa học càng phát minh nhiều thì càng đưa con người sống trở lại thời kỳ ban đầu của chu kỳ thành trụ hoại diệt mà thôi. Ở cõi vô hình cấu tạo bằng điện từ âm dương thì thân các loài tồn tại hoài, làm việc giống như loài người. Còn ở Phật giới, thân Phật cấu tạo bằng điện từ quang, làm việc thì hiện hình, không làm việc thì ẩn vào điện từ quang.
Ở thế giới này, các nhà khoa học vật lý không thể nào biết được thế giới vô hình ở trái đất này, thì làm sao biết được thế giới điện từ quang ở Phật giới được? Ở thế giới điện từ quang có rất nhiều bí ẩn lắm. Như ở trái đất này, những bí ẩn trong không gian, các nhà khoa học họ tìm ra chưa đến 50% là trái đất này đã bị hủy diệt sự sống rồi. Câu 19. Tạo công đức, phước đức, ác đức là hành động tương tác của con người. Vậy tại sao lại có thể trở thành một dạng năng lượng vô hình khiến tánh Phật được giải thoát hay phải tiếp tục đi luân hồi ạ? Nếu giải thích về mặt vật lý thì năng lượng của các hành vi này là như thế nào? Liệu con người có đủ khả năng làm ra các thiết bị để nhận dạng ra các năng lượng này như các vị thần quản lý nhân quả nhìn thấy không, thưa bác? Bác Nguyễn Nhân trả lời: ở thế giới này gọi là thế giới vật lý, do sức hút vật lý của điện từ âm dương. Các nhà khoa học họ chưa biết sức hút này. Vì vậy, nếu hỏi họ tại sao trái đất quay, họ sẽ trả lời là do lực hấp dẫn. Chuyện trái đất quay, Đức Phật đã nói cách đây hơn 2.564 năm về trước. Còn hiện nay, hỏi các nhà khoa học về hệ mặt trời, họ còn chưa trả lời đầy đủ bầu hoàng đạo của hệ mặt trời, thì làm sao họ biết được năng lượng của điện từ quang? Trừ khi họ thấy thế giới này bằng con mắt Phật của họ, thì họ mới biết được. Nhưng các nhà khoa học không khi nào biết được thế giới vô hình ở trái đất này, chứ nói chi là thế giới của chư Phật sống. Vì sao? Vì họ nghĩ rằng những người không phải là các nhà khoa học là những người không hiểu biết gì. Vì vậy, họ mới tuyên bố câu xanh rờn: khoa học càng tiến thì tôn giáo càng lùi và biến mất. Câu 20. Theo bác, ngoài trống đồng Đông Sơn, con người còn có thể khai quật được những bằng chứng nào khác liên quan về những gì mà Pháp Môn Thiền Tông nói đến không ạ? Bác Nguyễn Nhân trả lời: nói đúng ra còn rất nhiều. Phần này là của các nhà khảo cổ. Câu 21. Thưa bác, còn đây là một câu hỏi mà bạn Nguyễn Văn Nhàn nhờ con gửi đến bác, đó là: con người có 5 thứ tánh: tánh Phật, tánh người, tánh thần, tánh thánh, tánh ngạ quỷ. Vậy tại sao lúc con người bị cô hồn nhập vào gây ác đức thì con người lại phải gánh chịu nhân quả mà không phải loài cô hồn ạ? Con xin cảm ơn bác rất nhiều. Bác Nguyễn Nhân trả lời: con suy nghĩ xem, con có chiếc xe ô tô do con làm chủ. Con bị mấy đứa cô hồn ở trái đất này ăn cướp của con, chở đồ lậu bán. Khi bị cảnh sát phát hiện, nó bỏ xe chạy mất. Vậy thử hỏi, cảnh sát bắt con hay bắt cô hồn? Bác cũng cho cháu biết, hiện nay loài người đã bước vào thời kỳ văn minh siêu tốc rồi. Bắt đầu các nhà máy sản xuất nhiệt điện họ đập bỏ hết. Hiện giờ con người sử dụng điện bằng nước, gió, hơi nóng mặt trời. Tiếp theo, nhà nào cũng tự sản xuất ra điện sử dụng. Những việc làm nguy hiểm, con người không làm, mà để cho người máy làm. Con người làm ít, chơi nhiều hơn làm. Cảm ơn cháu và Nguyễn Văn Nhàn đã đặt câu hỏi với bác. Nếu độc giả nào có thắc mắc về pháp môn thiền tông học này thì gửi Zalo cho một trong hai số điện thoại như sau. Số điện thoại 1 0792 400 843 nhận câu hỏi thiền tông 1. Số điện thoại 2 0878 912 953 nhận câu hỏi thiền tông 2. Hoặc gửi câu hỏi qua email về địa chỉ thiền tông2013@gmail.com. Về phần câu hỏi, xin độc giả vui lòng thực hiện các phần như sau. 1.
Câu hỏi ngắn gọn, hỏi về pháp môn thiền tông học này. 2. Xin nêu tên và tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc rõ ràng. 3. Kèm theo tấm ảnh màu 4x6cm. 4. Những câu hỏi hay được ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cho phát lên mạng thiền tông.com để nhiều người biết. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu